chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của đài truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 11. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung chính sau đây. Đại biểu Quốc hội đoàn Trà Vinh đóng góp ý kiến vào dự thảo luật phòng chống ma túy sửa đổi. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trên cả nước để đánh giá tình hình năm học 2019-2020 và giai đoạn 2016-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo. Chuyên đề nghe người dân nói ghi nhận nhiều ý kiến của người dân ở ấp Lộ Sỏi A và Cái Còng, xã Đông Xuân, huyện Dương Hải, mong mỏi ngành chức năng tỉnh kéo đường điện để đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt và phục vụ tốt cho việc nuôi thủy sản của bà con. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình nghị sự của kỳ họp, sáng nay Quốc hội họp phiên toàn thể để thảo luận các vấn đề liên quan đến kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021. Trước đó, chiều hôm qua, các đại biểu Quốc hội đoàn Trà Vinh đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo luật phòng chống ma túy sửa đổi. Ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự về phiên thảo luận này. Theo nhận định của tổ số 7 gồm các đại biểu Quốc hội đến từ tỉnh Trà Vinh, Lai Châu và tỉnh Nghệ An, nhìn chung luật phòng chống ma túy sửa đổi bổ sung năm 2008 đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý nhà nước về phòng chống ma túy. Tuy nhiên, qua thực tiễn thi hành, luật phòng chống ma túy năm 2008 đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập do một số quy định của luật hiện hành không thống nhất, không đồng bộ với quy định của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự và Luật Xử lý Vi phạm Hành chính. Đồng thời, do sự thay đổi tình hình, một số quan hệ xã hội mới xuất hiện liên quan đến công tác phòng chống ma túy, nên cần phải sửa đổi bổ sung luật phòng chống ma túy cho phù hợp. Bên cạnh đó, quy định về công tác cai nghiện cũng còn một số bất cập. Số người nghiện gia tăng. Nếu như năm 2009, cả nước chỉ có trên 146.000 người nghiện có hồ sơ quản lý, thì đến tháng 12 năm 2019, cả nước có trên 235.000 người nghiện có hồ sơ quản lý. Thực trạng này tác động rất lớn đến tình hình trật tự an toàn xã hội. Xuất phát từ tình hình đó, các đại biểu Trà Vinh, Nghệ An, Lai Châu cho rằng việc sửa đổi bổ sung luật phòng chống ma túy là rất cần thiết và cấp bách nhằm tạo ra hành lang pháp lý để phục vụ cho công tác phòng chống tội phạm nguy hiểm này. Đi sâu vào việc đóng góp các quy định trong dự thảo luật, các đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần chú trọng đến việc xây dựng cơ chế quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cơ chế chính sách bảo đảm hiệu quả công tác cai nghiện bắt buộc và khuyến khích xã hội hóa công tác cai nghiện tự nguyện và quy định về phòng chống ma túy, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đề nghị dự luật cần xem xét thấu đáo để thiết kế các quy định quản lý nhà nước về phòng chống ma túy, trong đó phân công cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng chống ma túy, trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các bộ ngành có liên quan. Với tinh thần đó, đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị. Về khoản 2, về trách nhiệm quyền hạn cơ quan chuyên trách phòng chống ma túy, tôi đề nghị là sẽ sửa thành trách nhiệm quyền hạn cơ quan chuyên trách phòng chống ma túy. Trong này thì có thể là quy định thống nhất về trách nhiệm quyền hạn cơ quan chuyên trách phòng chống ma túy. Ví dụ như là thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, rồi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ chính xác, khoa học kỹ thuật cần thiết điều tra phát hiện tội phạm ma túy, rồi trưng cầu giám định mẫu vật, mẫu phẩm sinh học cần thiết để phát hiện tội phạm ma túy, rồi yêu cầu gia đình, cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có liên quan phối hợp cung cấp thông tin nhân dân. Thì tôi đề nghị là đối khoản 2 này quy định rõ như thế. Dự thảo luật có quy định là khoản 4 đó, là giao chính phủ quy định điều kiện, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm cơ quan chuyên trách phòng chống ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan. Thì tôi đề nghị phần này chúng ta, cái khoản 4 này thì không quy định cái này. Bởi vì đó là khi chúng ta không quy định này mà chúng ta quy định rõ từng cơ quan thì nó sẽ đảm bảo là không trái khoản 4 điều 12 Hiến pháp năm 2013. Đối với khoản 3 thì tôi cũng đề nghị là thiết kế lại khoản 3 theo hướng là ghi rõ là về phạm vi trách nhiệm, mối quan hệ phối hợp của cơ quan quy định tại khoản 1 điều này cho phù hợp với quy định pháp luật. Ngoài các nội dung nói trên, các đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo khi xây dựng các điều khoản trong luật cần đánh giá tác động của chính sách quy định cơ chế quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong phòng chống ma túy và phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy. Đồng thời, luật cũng nên khuyến khích xã hội hóa công tác cai nghiện để huy động được nguồn lực của xã hội nhằm giảm chi phí cho ngân sách nhà nước.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành trên cả nước để đánh giá tình hình năm học 2019-2020 và giai đoạn năm học 2016-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Trà Vinh, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện một số cán bộ lãnh đạo trong ngành giáo dục cùng tham dự hội nghị. Theo đánh giá của ngành giáo dục, năm học 2019-2020 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 tác động mạnh mẽ đến hoạt động của ngành giáo dục. Thực hiện tốt mục tiêu kép đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 và hoàn thành kế hoạch năm học 2019-2020. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Bộ Y tế kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và phòng chống dịch với phương châm sức khỏe, an toàn của học sinh, sinh viên, giáo viên là trên hết và tạm dừng đến trường, không dừng học, mà đào tạo trực tuyến, đào tạo từ xa, xây dựng video clip, các bài giảng gửi lên YouTube, Zalo, Facebook và các ứng dụng khác nhằm tạo cơ hội học tập cho học sinh. Hiện nay có 63 trên 63 tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1, 19 trên 63 tỉnh thành phố đạt mức độ 2, mức độ 3. Tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở tiểu học 99%, ở trung học cơ sở 92% và nhiều địa phương đã đạt tỷ lệ 100% học sinh học 2 buổi một ngày, tạo tiền đề thuận lợi để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Cùng với việc thực hiện đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, chất lượng giáo dục phổ thông được quốc tế ghi nhận. Đồng thời, trong thời gian qua cũng đánh dấu bước đột phá của giáo dục đại học trong thực hiện tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo. Qua đó, chỉ số nghiên cứu khoa học tăng mạnh, số lượng các công trình công bố quốc tế liên tục tăng, hệ thống giáo dục ngoài công lập phát triển ấn tượng. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị ngành giáo dục tiếp tục nâng cao chất lượng trong đào tạo, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, tăng cường an ninh, an toàn trường học và các giải pháp phòng chống bạo lực học đường. Đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo, tập trung hoàn thiện chính sách phát triển phương thức đào tạo trực tuyến, quản lý giáo dục trên môi trường mạng. Song song đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị Bộ Giáo dục đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng đối với cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và thực hiện tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, cùng với việc tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, đa dạng hóa phương thức đào tạo dựa trên mô hình giáo dục mở, khung trình độ quốc gia gắn với thị trường lao động và đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp trong thời kỳ mới. Ngày 2 tháng 11, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiểu Cần tổ chức hội nghị triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Phương, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiểu Cần nhận định công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tuy đảm bảo theo kế hoạch của tỉnh nhưng vẫn còn thấp so với vốn được phân bổ. Công tác quyết toán dự án hoàn thành chưa đảm bảo yêu cầu. Chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp đạt thấp. Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài còn ít, có khả năng không đạt. Hiệu quả hoạt động của hợp tác xã chưa cao và chưa đồng đều. Phạm pháp hình sự, trộm cắp giặt và tình hình mua bán ma túy tăng cao so với tháng trước. Công tác phối hợp, kết hợp giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và một số vụ việc phát sinh của ngành chuyên môn và các địa phương từng lúc thiếu chặt chẽ. Hoạt động của dân vận, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhưng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng sinh hoạt chi tổ hội có nâng lên nhưng còn hạn chế. Trên cơ sở kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, đánh giá, thảo luận, tìm nguyên nhân hạn chế và đề xuất một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết năm 2020 của Huyện ủy đã đề ra. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phương, Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc và các ngành địa phương tiếp tục nghiên cứu, tìm giải pháp khả thi để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hợp tác xã gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, quan tâm xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và mỗi xã thị trấn một sản phẩm đặc trưng, nhất là sản phẩm có tiềm năng lúa, gạo, dừa, bưởi da xanh. Nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, nâng chất tiêu chí đô thị loại 4, quan tâm củng cố các tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, đồng thời xây dựng thêm các tuyến đường mới
gắn với thực hiện tốt hơn chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch số 01 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hành động cải thiện cảnh quan môi trường, quản lý đô thị, nâng cao hiệu quả công tác phản biện dư luận xã hội và thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân và những vụ việc tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết, quy động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, chính sách xã hội, an sinh xã hội, quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần còn chỉ đạo các ngành địa phương chủ động phối hợp tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, gắn với các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo, rà soát lại việc bố trí hoạt động kinh doanh tại các chợ trên địa bàn huyện và sắp xếp lại hoạt động của chợ Tiểu Cần, tiếp tục hoàn thiện công tác bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm. Cùng ngày, Thường trực Huyện ủy Trà Cú tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 và triển khai chương trình công tác tháng 11. Trong tháng 10, Huyện ủy Trà Cú tổ chức thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trà Cú lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, triển khai kế hoạch kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, chỉ đạo xong việc đưa cấp ủy đảng, đảng viên ra tự phê bình và phê bình trước quần chúng nhân dân đối với 117 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn và 5 chi bộ trực thuộc đảng ủy ngành huyện, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, Thường trực Huyện ủy Trà Cú còn chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo, công tác nội chính. Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Văn Triệu, Bí thư Huyện ủy Trà Cú yêu cầu các ban ngành đoàn thể huyện, các xã thị trấn cần chú trọng vào những nhiệm vụ trọng tâm như tập trung rà soát, đánh giá tất cả các chỉ tiêu nghị quyết của từng ngành, từng địa phương để có giải pháp thực hiện phù hợp, thực hiện tốt công tác phòng chống thiệt hại do triều cường, sạt lở đối với các xã cập sông Hậu gắn với phòng chống lụt bão, thực hiện tốt các phần việc còn lại, trong đó có tiêu chí về môi trường để đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã nông thôn mới đối với các xã Long Hiệp, Phước Hưng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vận động nguồn quỹ thực hiện các công trình phần việc của Tết Quân dân năm 2021, chuẩn bị các hoạt động cho ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở. Ngày 2 tháng 11, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Càng Long tổ chức hội nghị triển khai một số biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trong xây dựng huyện nông thôn mới, tiến tới công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đồng chí Quỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tại cuộc họp, lãnh đạo Huyện ủy thông tin, ngày 23 tháng 10 vừa qua, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã có chuyến công tác kiểm tra thực tế sơ bộ kết quả thực hiện huyện nông thôn mới. Đoàn đã có ý kiến đóng góp và đề nghị Ban chỉ đạo huyện cần bổ sung trong một số chỉ tiêu như: trong lĩnh vực kinh tế, bổ sung quyết định phê duyệt quy hoạch vùng huyện, phân tích làm rõ thêm kết quả xây dựng nông thôn mới, có sự so sánh, thống nhất về mặt thời gian và số liệu báo cáo để đoàn kiểm tra chính thức của Trung ương sẽ kiểm tra trong tháng 11. Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận đánh giá những kết quả đạt được, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với tất cả các xã trong thực hiện huyện nông thôn mới, trước mắt chuẩn bị tốt mọi mặt tiếp đoàn Trung ương kiểm tra lần hai. Bí thư Huyện ủy Quỳnh Thị Hằng Nga đề nghị trong thời gian tới, các ngành địa phương hoàn thiện báo cáo bổ sung các ý kiến mà đoàn đã đóng góp, ưu tiên tiêu chí môi trường, triển khai quyết liệt các giải pháp trong xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay tham gia, nhất là hội viên các đoàn thể. Các địa phương ngành liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát và hướng dẫn các người dân trong việc thực hiện. Phát huy vai trò trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra những vụ trọng án trên địa bàn, hạn chế khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp. Phát huy sức mạnh của toàn đảng, toàn quân và toàn dân huyện Càng Long với mục tiêu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2020, theo nghị quyết đã đề ra. Thực hiện các hoạt động nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2020. Chiều hôm qua, Ban công tác Mặt trận khóm 6 phường 9 thành phố Trà Vinh tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là khóm được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh chọn làm điểm chỉ đạo. Đến dự có ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Quốc Phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội nhân dân thành phố Trà Vinh.
Trước khi vào phần lễ, Ban công tác mặt trận khóm đã tổ chức phần hội gồm các trò chơi dân gian cho các em thiếu nhi và văn nghệ để bà con cùng thưởng thức. Đi vào phần lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại ngày truyền thống mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, tổng kết cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2020, kết hợp tuyên truyền vận động thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đóng góp ủng hộ ngày vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, toàn dân tham gia bảo vệ môi trường. Trong năm 2020, toàn khóm qua bình xét có trên 97% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, khóm đạt an toàn về an ninh trật tự. Ban công tác mặt trận khóm cũng dành nhiều thời gian cho nhân dân góp ý báo cáo tổng kết và chương trình công tác năm 2021, cũng về thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, cuộc vận động ngày vì người nghèo trên địa bàn khóm. Nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban công tác mặt trận khóm cũng đã kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, gia đình văn hóa tiêu biểu cấp thành phố và phường trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2020. Đồng thời, Ban vận động khóm đã trao tặng một căn nhà tình nghĩa, một căn nhà đại đoàn kết và trao các phần quà cho học sinh chưa khó học giỏi, người cao tuổi và hộ gia đình khó khăn do các mạnh thường quân hỗ trợ với tổng trị giá trên 120 triệu đồng. Sáng nay, Trường Chính trị tỉnh Trà Vinh phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 59 năm 2020. Tham dự lớp bồi dưỡng có 69 học viên là cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Trong suốt thời gian khóa học, các học viên được trang bị 3 học phần với 16 chuyên đề gồm kiến thức chung về quản lý nhà nước, bồi dưỡng và rèn luyện cho học viên thành thạo các kỹ năng cơ bản để phục vụ tốt nhiệm vụ, nâng cao ý thức phục vụ của cán bộ công chức viên chức, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước. Ngoài những giờ trên lớp, các học viên sẽ đi thực tế nhằm trang bị kiến thức thực tiễn, góp phần tăng hiệu quả giảng dạy, nâng cao chất lượng khóa học. Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho các học viên nắm vững được kiến thức cơ bản về nhà nước trong hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công vụ công chức, đạo đức công vụ, quản lý tài chính trong cơ quan hành chính nhà nước, cải cách hành chính, quản lý hành chính đối với ngành và lãnh thổ, rèn luyện một số kỹ năng cơ bản về quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng xử lý thông tin, nhằm đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều hộ dân ở ấp Lộ Sỏi A và Cái Còng, xã Đông Xuân, huyện Duyên Hải đang rất mong mỏi ngành chức năng tỉnh quan tâm có giải pháp kéo đường điện để đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt và phục vụ tốt cho việc nuôi thủy sản của bà con. Bởi thực tế, việc thiếu điện trong đời sống và sản xuất đã diễn ra nhiều năm qua, làm cho cuộc sống sinh hoạt và việc nuôi trồng thủy sản của bà con gặp nhiều khó khăn, không đạt hiệu quả. Đây là ao vuông bỏ trống vì không có điện để sản xuất của hộ bà Thạch Thị Điều ở ấp Lậu Sỏi A, xã Đông Xuân. Còn trong sinh hoạt, dù có điện nhưng cũng không đủ đáp ứng, dù gia đình bà chỉ mong đủ điện thắp sáng. Nguyên nhân bởi gia đình bà được hỗ trợ sử dụng năng lượng mặt trời thuộc diện hộ khó khăn, nhưng với công suất nhỏ không đủ để thắp sáng cho buổi tối, chỉ chới 2 bóng đèn. Vì vậy mà sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn, riêng buổi tối phải sử dụng đèn trong và đèn cầy để các cháu học bài. Dạ, chưa được điện được gì đó, đốt đèn dầu không à, rồi nhà nước cấp năng lượng mặt trời này mới được một năm, mới vô năm nay nữa là được 2 năm nè. Mưa dễ là không được đó, được cái đầu hôm cỡ 7-8 giờ là hết rồi, không dám xài đâu, để tối không à. Tôi đi chợ đi gì á, tôi mua đèn cầy, đèn dầu phụ thêm. Mua đèn cầy nó hao, còn mua đèn dầu mình đốt được một đêm tới sáng thiệt mà gió nó ưa tắt. Dạ, rồi tôi mua pin, bình á là mua pin nhỏ nhỏ là mình đốt đêm tới sáng luôn. Hạ một hai đêm làm ba cục kia đó, yêu cầu có điện gì đi làm mình cũng cháu nó học hành gì nó được sáng đỡ, rồi mình có đi làm gì trong nhà cũng nó sáng đỡ, mình cũng già rồi để tối đi ăn thế được. Chú cũng mong muốn cho là có điện đài để mình thoải mái, mình đã thấy chăn nuôi cũng dễ dàng, thắp sáng nó cũng phương tiện mình nó dễ. Còn hộ ông Trần Văn Giả ở ấp Cây Còng cũng là một trong những hộ đang mong mỏi được nhà nước đầu tư kéo đường điện để đáp ứng cho việc nuôi tôm. Ông Trần Văn Giả cho biết, gia đình ông có 2 hectare đất nuôi tôm.
Tuy nhiên, vì thiếu điện phục vụ cho việc nuôi tôm, ông phải đầu tư sử dụng máy dầu, dẫn đến việc chi phí bị đội lên và lợi nhuận cũng bị giảm đi khá nhiều. Bây giờ nói chung ra nếu xài máy nổ không á, thì nó nặng chi phí, mà giá tiền nó cao hơn gấp mấy lần là có điện. Thì tôi yêu cầu nhà nước á, là có là chính sách chủ trương hỗ trợ cho dân để kéo điện đều cái vùng láng này để chăn nuôi thủy sản. Chỉ tính riêng ấp cây cồng của xã Đông Xuân, hiện nay có hơn 70 hộ dân đang trong tình trạng không có điện trong sinh hoạt và sản xuất. Theo ông Kiều Văn Minh, trưởng ban dân dân ấp, người dân nơi đây đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống bởi chưa có nguồn điện để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày và sản xuất, chủ yếu là nuôi tôm. Một số ít gia đình có khả năng tự mua dây điện và tự cầu kéo điện từ tuyến đường thắp sáng của ấp, vừa không an toàn, vừa không đủ công suất đáp ứng nhu cầu chạy quạt oxy, nhưng tốn rất nhiều chi phí. Không những vậy, đối với một số hộ không có điện và không có kinh phí đầu tư thì phải bỏ hoang đất. Hiện tại giờ cái bà con hiện đây đang dùng láng, đang thiếu điện, cho nên là địa phương gặp nhiều khó khăn. Địa phương này tôi xin kiến nghị đến các cấp các ngành có thẩm quyền để đưa nguồn điện cho bà con để bà con thuận tiện để sinh hoạt. Về hiện tại bây giờ bà con hiện tại giờ là nuôi công nghiệp, nuôi tôm công nghiệp cho nên là thiếu cần cái nguồn điện để đáp ứng cái mong mỏi của bà con. Về cái thứ hai nữa là về cái trẻ em đi học đêm là không có điện cho nên là học bằng cái đèn dầu cho nên là gặp cũng nhiều khó khăn, thiếu cái ánh sáng. Do đó, niềm mong mỏi của bà con nơi đây là ngành chức năng quan tâm có giải pháp kéo điện để đảm bảo đủ nguồn điện phục vụ sinh hoạt và nuôi thủy sản. Đây cũng chính là điều kiện quan trọng để giúp bà con ở vùng sâu, vùng xa này cải thiện đời sống, phát triển kinh tế gia đình. Ở đây, nông dân đa số là chăn nuôi trồng thủy sản, nhưng công nghiệp thì không có điện cũng khó nuôi, điện đài không có. Tôi cũng mong mỏi cho chính quyền các cấp, từ xã tới huyện tỉnh, cũng mong sao cho sớm có đường, có điện, nên mình nuôi trồng thủy sản sẽ đạt chất lượng cao, tốt hơn. Từ xưa tới nay là ở đây không có nguồn điện, sinh hoạt thì thiếu thốn đủ mọi bề. Nay cái yêu cầu chính quyền chức năng có hỗ trợ nguồn điện cho ở đây sinh hoạt với mình nuôi trồng thủy sản. Nếu mà mình nuôi trồng mà không có nguồn điện là bên sử dụng máy thì không tốn kém rất nhiều, không có chi phí nặng quá, mình không có lãi. Xưa giờ ở đây là không có điện, thấy cũng khó khăn, xài bình thì nó hao tốn, với nó không có đủ ánh sáng. Rồi với lại dân ở đây mình nuôi trồng thủy sản nữa, rồi không có điện thì mình sinh hoạt bằng máy, xài bằng máy chạy quạt thì nó tiền dầu nó mắc, rồi chi phí cao, nó không có lãi. Giờ cũng như yêu cầu chính quyền địa phương đồ lo cho hỗ trợ cho nguồn điện, để dân mình ở đây có sinh hoạt đầy đủ với lại nuôi trồng đồ được tốt hơn. Mong rằng từ những tiếng nói của một số hộ dân trên, ngành chức năng sẽ quan tâm sớm có giải pháp kéo điện để đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt cũng như sản xuất của bà con ở ấp Lộ Sỏi A và cây cồng thuộc xã Đông Xuân. Rõ ràng với địa phương còn chịu khó khăn này, thì nguồn điện chính là điều kiện cần để bà con ổn định sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần và vật chất. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.